Hi, welcome back to my channel. Stars get a go. Meet us, meet you. Okay, let's go. We need to know to keep from rubbish. Okay, let go. Are you all okay? I can't believe it. You all turned into pigs. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Well, the good to chill. Okay. Và trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Thank you so much. Thank you, friend. Okay. Sau đó thì mình sẽ đi đến từng căn phòng khác để tìm kiếm những túi tiền tiếp theo. Thank you.
Ok, vào tất cả tiếp theo, Stickman để keep live, ok, let's go. Granny chapter 2. Okay, let's go. Let's go, baby. I just wanna go home, I don't wanna be a granny.
các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm kiếm những ngôi nhà, và khi đó thì các bạn sẽ trả lời được câu hỏi trong từng ngôi nhà một, và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được này. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang tới game City Here tiếp theo. Đấy không? Số vlog này lại khác số vlog kia, bị lỗi rồi. Ok, mình sẽ vào tới cái tiếp theo. Mình đã top 8 rồi. Để lên top 1 tựa game này cũng không khó lắm các bạn nhé. Tí thì đài. Đó, được top 3 luôn. Và cứ như thế các bạn sẽ hoàn thành tựa game này để lên top 1, tiêu diệt những anh chàng nào đến gần. Top 2 luôn. Và mình sẽ lên top 1 cho các bạn xem. Thank you.
càng to thì nó sẽ đi càng chậm. Chỉ còn 1.000 nữa thôi là các bạn lên top 1. Mà vẫn chưa thấy anh top 1 đâu. Xem anh ta đang ở đâu. Mình có thể tiêu diệt anh ta luôn. Oh my god. Bị anh chàng top 3 tiêu diệt. Let's go. Cái tiếp theo Slender Rising. Let's go. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả đó là 8 bức hình. Và khi đủ 8 bức hình thì các bạn sẽ hoàn thành tựa game này. Và từng những bức hình một các bạn khi các bạn tìm được thì khi đó thì Slenderman ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh. Càng tìm được nhiều bức hình thì sự xuất hiện của ông ta càng nhiều. Ông ta sẽ đi những bước chân thật là nhanh. Ông ta sẽ bắt các bạn thì các bạn sẽ phải cẩn thận. Khi vào những con đường cụt thì các bạn sẽ phải để ý xem là ông ta có ở gần không. Nếu không thì khi ông ta đứng ngay đằng sau các bạn không thể tài nào có thể chạy được nhá. Và từ game này cũng chơi cũng khá là hay. Các bạn có thể chọn từng map 1, từng ải 1 để các bạn chơi trong từ game này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xem cái game show Shun Quest Horror. Let's go. Let's go.